Owin C500 cộng là chiếc đầu Android trên xe hơi đang chú ý nhất hiện nay. Thân máy mỏng, dễ dàng cho việc lắp đặt, màn hình 2.5D IPS, viền màn hình vát cong với các góc nhìn rất đẹp và thể hiện độ sắc nét dễ nhìn ở mọi vị trí quan sát trên xe, ghế lái, ghế phụ hay hàng ghế phía sau. Owin C500 cộng có cấu hình cao nhất thị trường hiện tại với chip 8 nhân, 2GB RAM, 32GB ROM kết hợp với khe SIM trực tiếp, hỗ trợ tất cả các mạng 3G, 4G ở Việt Nam cho tốc độ xử lý nhanh, mượt mà. Con đường đến Hồ Gươm. Hồ Hoàn Kiếm cách vị trí của bạn 32 phút đi bằng ô tô khi mật độ giao thông thấp. Dưới đây là chỉ đường của bạn đi về hướng Tây Bắc. Khả năng nhận diện giọng nói tốt, hỗ trợ cả tiếng Việt sẽ rất thuận tiện khi sử dụng trên xe. C500 cộng có tỷ lệ lắp đặt thành công cao, kể cả trên những xe có hệ thống can bớt phức tạp. Ở Việt Nam, Owin C500 cộng có rất nhiều bài viết thảo luận trên các diễn đàn, forum carpark.vn, mục Owin hoặc Facebook, hội những người dùng KDVD Android. Người dùng có thể dễ dàng chia sẻ những trải nghiệm, khám phá, cũng như được giải đáp mọi khúc mắc trong quá trình sử dụng của mình. C500 cộng được phân phối chính thức bởi công ty trách nhiệm hữu hạn IKA Việt Nam, thời gian bảo hành 12 tháng.